Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với FB Shop ngày hôm nay. 77 Pro chưa hề hạ nhiệt thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá ngay hai người đàn em của 77 Pro, đó là 77 Tour cũng như 77 Play trên tay tôi đây. Hôm nay sẽ so sánh 77 Tour, 77 Play và 77 Pro xem là 77 Tour, 77 Play ai là người giống người anh của mình nhất. Đầu tiên thì luôn luôn là chúng ta có số đo 3 vòng cũng như là chiều cao cân nặng của các sản phẩm. Số đo 3 vòng và hình thức của sản phẩm. Thì chúng ta có số chiều cao thì ba anh em nhà này cao giống nhau. Đấy. Chu vi mặt vượt giống nhau anh em nha, chu vi mặt vượt giống nhau. Và tiếp theo nữa đó là thân vượt. Thân vượt thì 77 Tour và 77 Pro cho chúng ta cái thân vượt dài hơn so với 77 Play, nhưng cán cầm của 77 Play cao hơn. 77 Play thì không được trang bị công nghệ EB Cap cũng như EB Cap Plus, thì đây là một trong những cái cây gọi là thấp nhất. Đấy, người đàn em út. Còn Pro và Tour thì đều cho chúng ta công nghệ EB Cap Plus. Phải quay này nó mới chính xác chứ. Tiếp theo là một số về cái hình thức và màu sắc. Hình thức và màu sắc nếu mà anh em chúng ta nhìn qua như thế này thì chúng ta rất khó có thể phân biệt được, màu sắc khá là ngon. Đấy, che cái chỗ này đi thì anh em khó phân biệt được đâu là Tour, đâu là Pro, đâu là Play. Màu sắc là khá là ngon, ai phải thật sự tinh mắt nhìn ghen thì chúng ta mới ra. Thì tôi nghĩ là cái nước sơn và cái màu sắc sơn của ba người anh em này khá là giống nhau. Về độ hoàn thiện và độ tỉ mỉ thì rõ ràng đó là cây Tour và Pro thì sẽ có cái độ hoàn thiện và tỉ mỉ tốt hơn so với Play. Play thì cũng được nhà sản xuất cắt giảm đi rất nhiều các trang bị thì gọi là hoàng kim môn phái cũng như là đồ option. Thì 77 Play thì là một cây vượt khá là dễ chơi, không quá khó. Theo tôi đánh giá là như vậy. Thì hôm trước ở sân Hồ Đền Lừ thì tôi đã có đo các cái bản demo của 77 Play, 77 Pro và 77 Tour. Có dây, đã có đo rồi, anh em có thể xem lại. Ta sẽ đo với cả 77 Tour 90.5. Cân bằng của cây Astok 77 Tour là 320 và trọng lượng của 84.3. 77 Play, trọng lượng 85.8 khi có dây Xbow 65. Điểm swing 89, điểm cân bằng 310. Vâng thì như thế thì nó lại chưa thực sự chính xác. Thì hôm nay chúng ta sẽ phải đo lại các em nó khi không không chưa dây anh em nhé. Một số đôi nét về công nghệ thì rõ ràng 77 Play thì không có công nghệ gì nhiều, nhưng 77 Tour, 77 Tour thì vẫn giống người đàn anh của mình, đó là sử dụng công nghệ EB Cap Plus, điểm tì tay và công nghệ chống xoắn tốt hơn so với cả 77 Play thì khá là ổn. Tiếp theo nữa là những công nghệ mà luôn luôn sở hữu trên mình các cái sản phẩm được sản xuất tại Đài Loan. Các sản phẩm Yonex được sản xuất tại Đài Loan, cây này sản xuất tại Đài Loan anh em nhé. Đó là Nano Cell Nail này, Nano Mesh Nail này, Redseed này. Redseed thì anh em nghe rất nhiều, đó là trên các sản phẩm tới từ Đài Loan của Yonex. Redseed, EB Cap Plus này, vẫn sở hữu cho mình Isometric này. Nói chung là các công nghệ thì nếu mà anh em muốn khám phá thêm về công nghệ của 77 Tour thì có thể lên fbshop.vn để xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào ngay với cái phần tiếp theo, đó là phần thông số kỹ thuật của 77 Play và 77 Tour. Chúng ta có điểm swing của 77 Tour là 84. Điểm swing của 77 Tour là 84. Tiếp theo là cân nặng của 77 Tour. 77 Tour cho chúng ta, đây là bản 4U anh em nhé, 84.6. Thì cân nặng của 77 Tour với cả 77 Pro thì cũng khá sát nhau. Điểm cân bằng. Điểm cân bằng của 77 Tour cho chúng ta cái điểm cân bằng là 300, giống với người đàn anh 77 Pro bản 4U. 77 Tour thì cho chúng ta cái cảm giác tôi nghĩ là khá là giống và thực sự giống so với cả 77 Pro. Tiếp theo là 77 Play. 77 Play là người em út trong series sản phẩm 77 hot nhất quý 4 năm 2022 này, thì không biết là sẽ thông số như sao. Có dây thì đo rồi, chưa dây thì bây giờ chúng ta đo. Ồ, điểm swing 84, trọng lượng 84.2, điểm cân bằng. Đây là một cái điểm khá là ngon đấy. Điểm cân bằng là 296 cho tới 297mm thì... Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã đi qua cái phần hình thức cũng như là thông số kỹ thuật của sản phẩm 77 Play và 77 Tour. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái phần cảm nhận của tôi và chấm điểm. Rất may mắn đó là hôm trước tôi đã chơi cả 77 Pro bản demo, 77 Play bản demo và 77 Tour bản demo, tất cả đều là 4U, thì tôi thấy cảm giác chơi sẽ được định hình như sau. Về cái điểm giống nhất mà anh em nào mà chưa đủ kinh tế để mua 77
Pro thì chúng ta sẽ chọn cây 77 Tour, bởi vì 77 Tour cho chúng ta cái điểm cảm nhận y hệt như 77 Pro. Tất nhiên là nếu mà tay AI quá mạnh thì cây 77 Tour này có độ rung nhất định, có độ rung nhất định. Như anh em cũng có thể xem farm trước, tôi vẩy cái 77 Tour này mà lưới Xbow 65 mà quả cầu Yonex cắm vào đây. Đánh con Tour trước xem đi. Quả đấy là quả cực kỳ nhiều năng lượng cắm phập phập vào đây. Quả đấy là tôi đang đánh cây 77 Tour đấy, lúc đấy là đang đánh 77 Tour làm phập phát. Thì 77 Tour cho chúng ta tôi cảm nhận là gần giống nhất với 77 Pro. Để về chấm điểm, điểm công của 77 Tour thì tôi chấm 8 điểm. Điểm bắt lưới và phản tạt của 77 Tour thì tôi cảm thấy cây này vẫn rất là nhanh nhạy, thì tôi chấm cho 8 điểm rưỡi bằng với người anh của mình. Còn điểm phông sau và cũng như cái điểm điểm trái tay thì thấp hơn cây Pro một tí, 8 điểm rưỡi. Còn đối với bản trên tay tôi đây là bản Play, thì bản Play là một trong những bản tôi ít chơi nhất, bởi vì cây này khá là dễ chơi, nó dễ làm quen với tất cả mọi người lắm. Các bạn mới chơi cũng có thể chơi được, những người chơi mà tay chưa đủ mạnh cũng có thể chơi được, không quá cứng. Như thế này thì cũng gọi là quá cứng đấy, cũng khá là toàn diện. Cây này tôi nghĩ đây là một cây công thủ toàn diện, nghĩa là sẽ dễ chơi hơn so với 77 Tour và 77 Pro. Thì cây này chấm về điểm dễ chơi 10 điểm. Dễ chơi hơn hai ông kia mà, rõ ràng. Tấn công thì 7 điểm rưỡi thôi, bởi vì là những ai mượn lực được tốt thì sẽ công tốt, còn những ai mà mượn lực không được tốt thì nó sẽ bình thường. Thế cây 77 này thì nó dễ chơi cho mọi người, nhưng mà nó cũng khá là nhẹ nhàng. Công sẽ không được ngon bằng hai đàn anh của mình. Với điểm cân bằng 296, 297 thì không thể ngon được bằng 300, cái điều đương nhiên. Tiếp theo nữa là về điểm phản tạt đánh lưới. Phản tạt đánh lưới thì tôi cũng chấm 8 điểm. 77 là một cây tôi thấy phản tạt rất là ngon. Phông cầu và trái tay cây này thì sẽ được chấm điểm cao hơn. Tôi sẽ nghĩ là 9 điểm cây này, bởi vì là khá là dễ mượn lực. Đấy, 9 điểm. Thì đây là những cái cảm nhận của tôi về 77 Tour, 77 Play so với 77 Pro. Đúc kết lại, anh em nào mà chưa đủ điều kiện để mua 77 Pro thì chúng ta chọn 77 Tour. Còn những anh em nào mà thích màu sắc của 77 mà mới chơi thì chúng ta nên chọn 77 Play. Còn những anh em nào đỉnh cao, chẳng hạn như tôi vậy, thì mượn vợt của shop đánh. Tôi mượn con 77 Pro của shop để đánh mà. Vâng, bây giờ cũng là phần cuối của clip ngày hôm nay. Đó là clip review so sánh sản phẩm 77 Play, 77 Tour với 77 Pro. Thông số kỹ thuật thì đã có rõ ràng, có các clip hình ảnh để cho chứng minh cho anh em. Tôi có ra sân với tất cả cây này rồi, cảm nhận của tôi là chân thực. Anh em thấy hay thì nhớ like, subscribe kênh YouTube của BBShop và nhớ ấn nút chuông để đón chờ những clip khác nhanh và sớm nhất tới từ Lại Thế Nào. Bye bye.